Hi, welcome again to our short video lesson. In this video, I'm going to show you about how to omit E in present continuous. So, sebelum kita tinggalkan video ini, bisa kelas, kelas. Dan kita tolong tentang lebih mika lup asal E. How to omit E. Lakukan present continuous. Chào đắng. The verb that ends in one E, we omit E before ending ing. Kỳ sạp đầy bên chọc đòi E tè mùi. Được hàng chống. Dơ lục E. Tránh tập dựng đặt ing. Chẳng nè. Thì chỉ write. Sẽ xế. Thì chỉ writing. Writing. Take nè vô có được gọi chẳng mà khi là y càng trọng chẳng lục y tránh cứ đã taking nè wake nè phát nhạc chẳng dì mình y càng trọng chẳng dương đã waking nè make nè mình y càng trọng cho dì lục y tránh tóm mới đã anh chị chẳng dì chì making nè writing making waking making. Ok, thank you for watching this video. Aku akan sebab kata tersenang video ini. Hai, so macam video tetap ni. Hai, pesan je pencet video ni. Cuma just subscribe dan bagi tutupan video pentol-pentol tadi. Tentang tentang kebun nikah time anji. Aku jalan, bye-bye.